Hiện tại xin thưa bà con bác, Ba Mày Gồ đang có mặt ở đây là ta gọi là ngã ba Tên Lửa. Đây là ngã ba Tên Lửa bên tay trái Ba Mày Gồ. Xưa đó có một cái tiểu đoàn tên lửa đóng đây nè bà con. Tiểu đoàn tên lửa 276 của trực thuộc sư đoàn phòng không không quân 367 á bà con. Hôm nay là bây giờ là 6 giờ 20 phút ngày 24 tháng 6 2024. 24/6/24 nha bà con. Hôm nay là số đẹp. Rồi mời bà con phát cùng lên xe đi dạo Sài Gòn với Ba Mày Gồ. Con đường này là số 457 đường Trinh Dương Vương. Con đường này trước năm 1975 thì nó mang tên là con đường quốc lộ số 4. Bên đây là bệnh viện Triều An. Bệnh viện Triều An này hồi xưa là vườn cây anh đào đó bà con. Nguyên một cái vườn cây anh đào lớn lắm. Bây giờ như là ông Trầm Bê về đây ông bắt đầu ông xây dựng lại. Rồi tới đây là bến xe miền Tây. Trước năm 1975 thì ở đây người ta gọi là xa cảng miền Tây. Dự án xa cảng miền Tây này có được khoảng vào đầu thập niên 60, hình như khoảng 63-64 gì đó mà đã có dự án bến xe miền Tây rồi. Xa cảng miền Tây nè con. Bà con có thấy gì đêm không? Quá trời xe không? Quá trời người không? Bến xe này hồi xưa giờ nó đã đông rồi, tại vì nó đi về lục tỉnh mà. Nhưng mà bắt đầu từ hồi mùa dịch á thì xin thưa với bà con bác, nó vắng te luôn, không ai đi xe cộ gì hết. Nó ảm đạm một thời gian dài luôn. Bắt đầu bây giờ bà con bác thấy không, hầu như tất cả các bến đều có đông khách rồi. Phương Trang, quầy bán vé cửa số 4. Đi vào bến xe này là mình phải mua vé nha bà con. Ba Mày Gồ nhớ là như vậy. Giống như Ba Mày Gồ muốn chạy vô là Ba Mày Gồ phải tốn tiền để mua cái vé vào cổng á. Rồi bắt đầu vô tới đó muốn đi đâu đi, muốn quay phim gì đó quay. Đây là chợ này, người ta gọi là chợ An Lạc nè. Có mấy tiệm vàng Kim Thành An Lạc. Kim Khánh. Hầu hết mấy cái tiệm vàng mà bây giờ đi ngang qua là cái tủ vàng bây giờ người ta vẫn có chân á, nhưng mà chân phân nửa hấp chứ không có chân khuôn đầy hết như mấy lần trước. Đường này đường Lê Công Phép. Rồi con đường này là đường Hậu Giang. Dịch quay
À, trời bắt đầu là chiều chiều sâm sẩm tối nè bà con. Bây giờ là 6 giờ 25 phút. Bánh mì nướng muối ớt. Ô, cái một thời gian bánh mì nướng muối ớt nó làm nổi đình nổi đám á bà con. Rồi sau đó nó hết cái trend đó, bắt đầu nó xuống, bắt đầu giờ thấy giờ bắt đầu người ta bán lại. Đèn đường chưa mở lên. Bác sĩ Nhi Đồng. Đây là cửa hàng bán nệm nè, đang ở Sài Gòn. Ngày cái con đường ngày sáng nào ba mẹ con cũng chở bà con bác đi nè. Rồi hôm nay cũng đi con đường này. Ồ, có cháu đậu nè, cháu đậu đỏ. Nhưng mà nó đi cái góc nhìn ban đêm. Wow, bán đồ ăn ngon lắm bà con. Thơm quá. iPhone Pro Max 15 còn có 27 triệu thôi. Sandro. Ở đây là ngã tư đường Nguyễn Văn Luông với đường Hậu Giang. À, con đường Nguyễn Văn Luông này hồi xưa là đường Phú Định rồi bà con. Ở đây người ta còn gọi đó là ngã tư Phú Định. Rồi giờ ba mày quẹo trái nha. Qua con đường này, vào con đường này là con đường Nguyễn Văn Luông. Trước năm 1975 thì nó mang tên là đường Thiệu Trị. Mấy cái trung tâm Anh ngữ á, người IELTS này thì lúc nào cũng đông xe á.
quán nhậu. Quán nhậu bây giờ Ba Mego thấy hình như là người ta uống bia lại bình thường đó bà con. Rồi ở đây người ta gọi là ngã tư Phú Lâm à, hay là Bùng Binh Phú Lâm đó bà con. Ở đây có chợ gạo Phú Lâm nè, hồi đó trước năm 75 có nhà ga Phú Lâm nè, trường Mạc Đĩnh Chi này thì lâu đời rồi nè. Bà con cô bác nào còn nhớ cái sự kiện năm 1968 Mậu Thân không bà con? À, trường Mạc Đĩnh Chi này lúc đó tập trung đông người lắm à. Hầu như là Ba Mego thấy là năm 68 Mậu Thân á là đa phần là chùa chiền, nói chung là thường hay cung mang mấy người vô gia cư lắm. À, đây đó, người ta ngồi ăn cơm đó bà con. À, bà con bác em trải bạc ra ngủ nè, sau một ngày mệt mỏi nè họ nằm họ ngủ luôn. Cho nên xin thưa với bà con bác, những phần cơm mà của các mạnh thường quân đó giúp đỡ cho họ quý lắm nha bà con. À, đây bà con bác thấy không nè, những hộp cơm mà những cái chén canh đó họ ăn luôn hết luôn nha bà con, chứ họ không có bỏ đâu. Ở đây nè, đó mọi người đang ngồi ăn cơm nè. À, có em bé ăn đó nè. Đây là những người vô gia cư ở Sài Gòn đó bà con. Cuộc sống của những người vô gia cư Sài Gòn thì ban ngày họ sẽ đi bươn chải, họ đi tấp tùm lum nơi hết, nhưng mà cái đêm về chiều về cái là họ tập trung ra mấy cái cây cầu, mấy cái lề đường đó, để họ chờ đợi những cái phần cơm. Cho nên nói gì nói chứ phải cảm ơn những mạnh thường quân, những tấm lòng, những nhà hảo tâm giúp đỡ cho họ cũng được phần nào nha bà con. Mình không nói với những người mà họ lợi dụng, nhưng mà thiệt, những hộp cơm này đối với một số người thì nó không đáng giá bao nhiêu, nhưng mà đối với những cái người mà lang thang cơ nhỏ nè, không có vô gia cư này, họ quý lắm bà con ha. Quý lắm. Đa phần là những người già, người lớn tuổi. Đây là nhà sách Nguyễn Văn Trừ. Ở đây có chùa Quê Lâm, hồi xưa ở đây có trường Dạy Chắc May Thiêu Thù ở đây nè bà con. Nghe nói như là hệ thống của trường Bồ Đề á. À, rồi bà con có bác nhớ không, trước năm 75 thì ngay cái gốc ngay Bùng Binh đây nè, nó có dạy đến mấy chữ nè, bên cái chỗ đây nè, rồi bên kia là rồi mấy em bé kìa, trời ơi, đó bà mẹ ha, hai đứa bé nhỏ xíu à. Tuổi thơ lớn lên là đã ở gặp cầu đó rồi, ít rồi tốt hơn đó, bà con bác nó nhỏ xíu mà nó chạy lanh lắm nha, đi chân đất nè đó, cầm cái bao nhỏ xíu à. Ừ, tuổi thơ của mấy đứa bé này cũng thương ha. Đó, sắm ở đầu đường, người ta thường gọi là đầu đường xó chợ, mà chợ bây giờ cũng có ít khó ở rồi, bây giờ là sắm đầu lề đường gầm cầu. Con đường chúng ta đang đi là con đường Hồng Bàng nha bà con. Con đường này hồi xưa nó mang tên là đường Lục Tỉnh. Còn thời Pháp con đường này mang tên là đường Alexander Road nha bà con.
bên kia là đình Minh Phụng, có cái hí viện Minh Phụng đó đó. Ở đây là người Tiều ở nhiều lắm nha bà con. Bà con của bác mà muốn ăn mấy món ăn của người Tiều á, bà con của bác có thể ra ngay cái con đường ngay khúc này nha bà con. Nhiều người bà con bác muốn ăn cơm cháo chiều trâu á thì bà con bác ra đây. Người Tiều đặc biệt là rất ăn đồ lòng nha bà con. Lưỡi heo phá lấu này nọ. Ruột nè đó. Mấy món ăn người Tiều là sẽ chắc chắn là sẽ có mấy cái món đồ lòng. Ở đây là con đường Phạm Đình Hổ, thì ở đây là trường quân báo ngày mai xưa là nằm ở đây. Ở đây đó còn có một cái lò mổ nữa, lò mổ heo. Đây đây là một cái bữa tiệc ăn của gia đình Sài Gòn rồi đó. À, họ mà có tiền tùng gì đó họ đưa ra trước nhà bày vàng. Ở đây là đường Nguyễn Thị Nhỏ. Đường Nguyễn Thị Nhỏ này hồi đó tên là đường Dương Công Trừng. Rồi ở đây là chợ, này là chợ Xóm Vôi nè bà con, bán trái cây. À, mùa này là đang là mùa măng cục, bữa giờ ba mẹ con ăn măng cục cũng nhiều, mận nữa nè bà con, à. Bơ mận. Bơ bây giờ như hết mùa sao thấy rẻ quá, còn 20.000 ký. Nhớ đó mua trên Đà Lạt không cũng 30. Giờ đây còn 20.000 ký rồi con, bơ dẻo luôn. À, bơ nè. Bữa nào mua bơ về ăn, mùa ở đây giờ đang rẻ nè. Đó. Ở Sài Gòn mà còn có 20.000 rồi bà con có bắt thử nghĩ coi trên Đà Lạt nó bán nhiêu bà con. Đó, đây 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 đây. Hướng dẫn viên du lịch nè bà con, một kèm một. Xin thưa với bà con bác, hôm bữa trước có ai hỏi ba mẹ cô là muốn về mà muốn dẫn đi chơi ấy. Đây bà con bác liên hệ với mấy cái tour này nè đó, mấy cô gái nè họ sẽ xách xe họ chở, họ nói được tiếng Anh tiếng Pháp chơi với bà con bác luôn đó. Bà con bác xem nè đó, khắp chợ luôn nè đó, họ chạy xe máy luôn nha bà con. Đây là một cái nghề mới, một cái nghề mới hot hot ở Sài Gòn nha bà con đó. Cô bé đó rất là đẹp nha. Đây là những hướng dẫn viên nói được tiếng Anh và dẫn bà con bắt đi chợ đi mua đồ này nọ. À, đây là một cái dịch vụ rất là mới. À, nói bằng tiếng Anh luôn. Bây giờ là cái dịch vụ này nó thịnh hành lắm đó nha bà con. À.
muốn đi xe máy cũng được, muốn đi xích lô cũng được đó. Cho nên Tâm Michael mới nói với bà con bác đó, Sài Gòn là định hướng sắp tới là phát triển về du lịch nha bà con, chứ không còn là video là tập trung công nhân về nhiều đâu. Hồi đó cứ phát triển khu công nghiệp rồi công dân đổ về cả 100.000 người đó, mấy cái bây giờ sắp tới là mấy cái khu công nghiệp là cho đưa về tỉnh hết, thì cái lúc đó là Sài Gòn bắt đầu nó sẽ bớt dân lại nha bà con, chắc chắn một điều luôn. Tại vì theo thống kê ba mươi cầu nhớ là dân Sài Gòn đâu có tới 15 triệu dữ vậy bà con đó, không có đông đâu đó, nhưng mà đa phần là toàn là dân nhập cư lên thôi mà, thành thử ra là Sài Gòn rất là đông. Rồi mà kéo theo như vậy là đường xá, phố xá, rồi xe cộ, có một số người với tỉnh lên đó bà con, họ đem theo xe nữa, thành thử ra là nó bị quá tải. Chứ nếu mà tính ra là sau này mà dân Sài Gòn mà dân tỉnh mà không có lên, không có nhập cư vào để làm việc nữa đó, thì xin thưa với bà con bác là chắc chắn là Sài Gòn không có đông đâu, xe cộ nó cũng bớt rồi dần. À, con đường này là con đường Nguyễn Trãi, khu này là cũng là khu người Hoa nè, cộng đồng người Hoa. Nhưng mà khác với những cái cộng đồng người Hoa ở các quốc gia khác, thì xin thưa với bà con cô bác, ở Việt Nam mình là không có bản mà mình ở nước ngoài mình đi thường hay đi rồi người ta gọi là cái gì Chinatown á. Giả sử cái con đường này ở nước ngoài thử lấy cái này bảo dựng cái cổng lên à, khu phố mình thường hay gọi là khu phố Tàu á à, nhưng mà Việt Nam mình không có cái đó, tại vì đa phần là những người ở đây là đa phần bây giờ là gọi là mình gọi họ là người Việt luôn, người Việt gốc Hoa à, chứ không phải là người Hoa rồi ở sống ở Việt Nam à, cho nên không có sai là thao à. Đường Phùng Hưng nè, chợ này là chợ Phùng Hưng nè, trời mấy ăn cũng dữ ha, thấy có cái quán gì ngay đầu ngõ gì mà đứng xếp lớp ngồi ăn. Ba Lấu nè, ở đây là nó có xe Bột Chiên nè, giờ hết rồi. Ông Bột Chiên nào ông cũng lớn tuổi rồi, giờ ông rảnh ông khỏe giờ nào ông bán gì đó ngon đúng điệu. Đây cơm gà Đông Nguyên, ôi ôi cái lẩu cù lao rồi bà con bác, thấy người dân người ta ăn đông ghê không, có thời gian cái quán này bị bóc phốt dữ lắm bà con à, không biết là ác ý hay không mới bắt đầu nói gì tôm đông lạnh rồi y xèo đó, nhưng mà bây giờ thực tế là đông là vẫn là đông thôi. Rồi ở đây là chợ, này là chợ Xã Tây. Ở đây người ta còn gọi hồi xưa là Mã Sa Hạn. Bên đây là giờ hồi đó là dinh Xã Tây cũ nè,
phô mai gì nè, bánh tiêu, rồi đó, bánh tiêu sữa xếp hàng ăn. Ở Sài Gòn mình á dân đông lắm mà con, thành thử ra mỗi lần có sự kiện gì bắt đầu cái ùn ùn kéo nhau đi vậy đó. Ăn có món nào lạ lạ bắt đầu xếp hàng đi ăn, rồi sau đó cái qua đời cái qua trên cái hết đó, có trên bánh đồng xu giờ. Giờ có ai bán bánh đồng xu đâu, nhưng mà cuối cùng bà con bác biết làm giàu cho ai mà con, làm giàu cho mấy cái người đi bán máy á bà con đó. Ông ai cũng đi mua máy, ai cũng đi mua máy mấy chục triệu rồi xong qua trên rồi cầm mấy máy đó ba mày cầu giết. Giờ không hiểu là giờ cái máy đó người ta làm cái gì luôn. Có thời gian ăn bánh mì nướng muối ớt, có thời gian cái xách nhau đi ăn bánh canh cua, có thời gian đi ăn cua lột, đi ăn cua hấp. Trời ơi, Sài Gòn mình nói tới là bắt đầu ha, người dân Việt Nam mình là cứ rồi đây là khu này, khu La Cai nè. Ở đây là có bệnh viện Nguyễn Tri Phương, hồi xưa là bệnh viện Quảng Đông. Rồi bên đây là bệnh viện An Bình, hồi xưa là bệnh viện Lục Ấp. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô một cái khu phố nha bà con. Phố này là phố thời trang Nguyễn Trãi, quận 5. Thấy chưa? Đây là những cửa hàng. Đây là tiệm Võ Lệ nè. Trời ơi quá trời đông người ăn không mà không bắt thấy không đây nghe. Đó. Trời ơi cho thuê kìa, nguyên căn hai căn luôn. Đó, dán thì ghê không? Đây là Hải Ký Mì Gia. Đây là bệnh viện Nguyễn Trãi, hồi xưa là bệnh viện Phúc Kiến. Đường Quỳnh Mẫn Đà. Ba mày rồi thấy bây giờ họ khôi phục lại. Ôi trời ơi, mới nói khôi phục lại kìa bà con, quá trình bên đây nè.
không khủng khiếp nữa thì thôi luôn. Nó ba mày gọi tính nói rồi, nhìn cái khung cảnh thấy nó giống như nó khôi phục lại rồi. À, nhưng mà nhìn thấy ngay một cái bảng, nhưng mà so ra 100 căn nhà chỉ có 1-2 căn bán với là cho thuê thôi, thì cái như là mức độ nó cũng đã ok lắm rồi bà con, chứ hồi đó nó còn khủng khiếp dữ dằn hơn nữa. Ở đây người ta gọi là chợ Bào Sen. À, ngon lành không? Ôi trời ơi, bên đây nữa nè. À, à, những cái khung cảnh cho thuê kìa. À, nhà bán nè, à, bán cái cho thuê. Ôi, tổng thanh lý đồng giá bán nhà hô quen up to 50-50. Xả nợ, ôi trời ơi, vỡ nợ kìa bà con, vỡ nợ xả hết kìa. Trời ơi, thấy ghê không? Cho thuê nhà cái khúc dưới đây như không ai thuê sao, thấy cho thuê nhà bán nhà nhiều quá. Khúc dưới đây thấy nó tè tua thê thảm quá bà. Bánh đóng lá dứa, bánh này cũng ngon lắm nè. Mẹ có muốn ăn không? Ở đây là hồi xưa đây là trường Bắc Ái nè mà. Ở đây là trường mầm non Vàng Anh. Trường này thì hồi xưa nó là trường nữ mù, à, dạy trường mù á bà con, mình gọi là trường mù á, nó giống như trường mù Nguyễn Đình Chiểu vậy đó. Đường này là đường Cộng Hòa năm xưa, bây giờ là đường Nguyễn Văn Cừ. Bên kia là Tổng Nha, bên phải là mình quẹo về hướng chợ Năng Si. Cầu kia bây giờ mình vòng về ra tới Sài Gòn rồi đó, bên đây quận nhất, bên đây quận 5 nha bà con. Hồi xưa đa số người dân Sài Gòn á họ lẫn lộn nha bà con, họ cứ nói rằng á là khu Người Hoa là bên tay phải nè, ở khu bên tay trái là khu Sài Gòn, Sài Gòn Chợ Lớn là họ lấy giáp danh ở đây nè bà con, không biết đúng không nữa đó. Bên tay trái là khu Sài Gòn, bên tay phải là khu Chợ Lớn. Mà đó Chợ Lớn họ bắt đầu từ đây nè. Không biết đúng không nha, nhưng mà ba mẹ còn thấy là Chợ Lớn phải lên cái mé mà từ cái khúc mà chấn thương chỉnh hình đó, nhà thương Sùng Chính. Chứ khúc ngay đây ba mẹ còn thấy cũng giống như ở Sài Gòn thấy không? Rồi đây là ngã tư chợ Năng Si. Jollibee là dòng vui vẻ. Ba mày còn nhớ là xưa cái thằng Jollibee này nó hay lắm bà con. Hình như là nó có cho nhân viên một phần ăn cơm buổi tối. Mà hôm nay không hiểu làm gì mà nó lại đông quá trời nè. À, ba mày còn nhớ đó, có ba mày còn ăn đây mấy lần rồi. Cái đến gần gần hết giờ bắt đầu cái thấy nhân viên
mỗi người bên phần cơm ăn, cơm gà, không biết bây giờ còn không, cho ăn miễn phí nha bà con, giống như bao cơm vậy. Ồ, bên đây là rạp này là rạp lao động nè, lao động A, lao động B, mình gọi là list đó, list A, list B. Ở đây có một cái quán ốc đó, người ta gọi là quán ốc nghĩa địa nè bà con. Tại sao gọi là nghĩa địa? Tại vì bên trong á làm ăn kế bên mấy cái mồ mả bà con. À, đây này có một cái quán ốc mà nghe nó cũng mắc lắm. Ốc sân vườn. À, bên trong là ngồi ăn kế bên mấy cái khu mồ mả. Thì ở đây là cái lăng mộ ông Bê Chúa Ký nha bà con. À. Thì ở bên trong là họ kê bàn, họ bán quán ốc trong đó. Ở đây là ngã tư đường Trần Bình Trọng, bên tay phải là nhà thờ chợ quán á, quẹo vô cái tới nhà thờ chợ quán. Hồi đó không có gọi là nhà thờ đâu nha bà con, đây là một trong những cái hò đạo lâu đời nhất ở Sài Gòn. À, có thể gọi là cổ luôn á, người ta hồi đó ta gọi là hò đạo chợ quán. Đa phần dưới miền Tây bây giờ người ta vẫn còn gọi là hò đạo nha bà con. Họ đạo với họ ít ai gọi nhà thờ với lại giáo xứ lắm. Rồi bên tay phải này là Bộ Tổng Tham mưu đầu tiên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nè. Cái thời quân đội quốc gia là đóng ở đây, Bộ Tổng Tham mưu đầu tiên do Thiếu tướng Nguyễn Văn Thinh là Tổng Tham mưu trưởng. Rồi thánh thất họ đạo Liên Năm, quận 5, quận 8 đây nè bà con. Hồi xưa đó là một cái villa biệt thự của người Pháp á. Sau đó bên những cái bên đạo Cao Đài họ mới mua lại để làm cái nhà nghỉ, nhà khách cho những cái chức sắc, chức việc ở dưới Tây Ninh lên đây. Rồi họ tá túc lại rồi sau này cái, họ làm luôn cái nhà. Đây đây hồi xưa là cái lò nè, lò gạch Đời Tân nè, lò gạch Đời Tân của Nguyễn Tuấn Đời. Hồi xưa có cái dưỡng đường ở trong đây nữa, dưỡng đường Đời Tân nữa. Ba Michael nhớ lầm là trên kênh của ba Michael có con của ông Nguyễn Tuấn Đời, hiện tại đang là xem kênh của ba Michael luôn các bạn không? À. Đây là bệnh viện Sùng Chính nè. À, đây là cái hotel biệt thự, cái Victory nè, cũng của ông Nguyễn Tuấn Đời. Hồi xưa ở đây có cái đập Tân Kiển ở đây nè. Trên có ba mấy rồi, giờ các cô chú không có lên tiếng nữa thôi chứ xin thưa bà con cô bác. Trên có ba mấy rồi tiềm ẩn thổ công thổ địa không đó. Chính gốc Sài Gòn đó. Mà tại giờ là các cô các chú các bác bận việc cho nên không lên tiếng nữa. À, con đường này là đường Quỳnh Mẫn Đạt. Hồi xưa ở đây là có nhà hàng Tối Xây Gió Đỏ nè. À. Lên tới đây rồi để ba mẹ cầu chở bà con bác đi dạo một vòng chợ Hòa Bình nha. Video nó cũng có dài đó mà đi hôm nay như ba mẹ cầu nói với bà con bác, dạo này ba mẹ cầu bận lắm nhưng mà ba mẹ cầu sẽ cố gắng hết sức mình để dẫn các bác đi dạo Sài Gòn. Và bà con bác chờ cho ba mẹ cầu ổn định công việc, cuộc sống xong rồi ba Michael sẽ cố gắng giữ lại cái lịch đăng video. Chứ giờ thật sự là nhiều khi muốn lắm nhưng mà không đi quay được. Mà có đi quay cũng chỉ quay được có một phim mà không quay nổi được hai phim luôn. Giống như bây giờ là ba Michael phải chạy về nè.
Thì thôi ráng 30 rồi sẽ cố gắng hết tháng 6 đi, bắt đầu qua đầu tháng 7 cuộc sống nó, cái cuộc sống công việc của 30 rồi nó ổn định lại rồi, thì 30 rồi sẽ chở bà con bắt đi. Còn đây là chợ Hòa Bình nè, ôi ôi chợ nào cũng một bãi rác. Chợ Hòa Bình quận 5 về đêm. À, bắt đầu người ta dọn hàng, người ta nghỉ rồi đó. À, buôn bán cực lắm. À, tới giờ này nghỉ được rồi, để mai dọn ra bán tiếp. Chứ giờ ngồi nữa thì cũng không có khách mua đâu. À, mà còn một số người họ bán 24/24 là tức có nghĩa là giống như dạng như họ không có nhà đó bà con. Cho nên thôi họ ở ngoài đây luôn, đỡ tốn tiền nhà, đỡ tốn tiền mặt bằng, còn kiếm đâu đó cái đi vệ sinh, tắm rửa này nọ thôi. Chứ họ sống cuộc đời của họ là sống ở chợ luôn á bà con. Đó đây. Rồi đây là chợ hải sản về đêm nè. À, cuộc sống ai cũng vất vả cả. Bán cả ngày trời mệt mỏi á, bây giờ bắt đầu mới dọn hàng về nhà nè. Rồi bắt đầu ngày mai. Úi cha, trời ơi, con này là con vịt hay là con ngỗng? Mấy con ngỗng này nó dữ lắm nha bà con. À, ba Michael đang tìm mua cái con ngỗng quay mà chưa có đó bà con. Các cô chú anh chị và các bạn nào có biết ai bán ngỗng quay, bà con bắt cho ba Michael biết chứ. Trời ơi, má ơi, cái xe gì mà nó bọc luôn vậy? Ồ. Các cô chú anh chị và các bạn có biết được ai chỗ nào bán ngỗng quay và con bác chỉ giúp ba mấy cô chứ? Ở Sài Gòn này ba mấy cô kiếm không có chỗ nào bán ngỗng quay cả. À. Rồi hết rồi, bên đây là tới đây là hồi xưa là hết đường Trần Đạo nè bà con, qua bên kia là đường Đồng Khánh á. Hồi đó ba mấy cầu nghỉ á, ba mấy cầu nghỉ thôi là từ đây nè bắt đầu trở vô, bắt đầu mới gọi là khu phố người Hoa nè, Chinatown nè. Nhưng mà một số người nói ba mấy cầu là bắt đầu từ ngay chỗ ngã tư Nancy là khu người Hoa rồi. Nhưng mà đó, bà ba Michael cứ nghĩ là nó bắt đầu từ cái nhà hàng Đồng Khánh này, bắt đầu mới là vô cái khu phố người Hoa. Có ai về đâu là bắt đầu từ Nancy rồi, nó lâu quận 5 rồi. À, đây là nhà hàng Đồng Khánh nè, nổi tiếng một thời. Rồi điểm tốt tắt này hồi xưa là trường sinh nhữ quân đội Đồng Khánh nè. Ơ, à, đúng rồi, sinh nhữ quân đội Đồng Khánh. Sau khi bị đánh bom cái là bắt đầu mới dẹp luôn trường này. Con đường này là đường Nguyễn Văn Đừng nè, hồi xưa là tên gì ba mấy cậu không nhớ. Đây là mì chú Thòn nè, chú Thòn này ba mấy cậu ăn rồi. Trời, nhớ cái thời á, đi vô ăn mì chú Thòn mà quay phim mà chụp hình đó bà con. Hồi đó ba mấy cậu đi ăn quán nào ba mấy cậu cũng làm phim đó.
vô ăn cái quay phim xong cái cắm cái cây máy lên bắt đầu quay vừa ăn vừa nói chuyện, ai vô nhìn cũng tưởng như khùng vậy. Còn bây giờ người ta đi quay review á, có bàn có bệ có người quay phim nữa cho nên ai cũng ngưỡng mộ. Còn hồi đó ba mày rồi là rủi thủi cái ăn cái cắm cái máy lên. Đường này đường Trần Phú nè, xưa là đường Nguyễn Hoàng, khu này là khu La Cai nha bà con. Tại thế giới á, ở đây có rạp Hà Quê nè. Cái chữ Đại Phát này xưa là bốt cảnh sát công lộ. À, Đại Thế Giới là đây. Khu này là khu ăn chơi nổi tiếng bậc nhất của Sài Gòn thời Bảy Diễn, lực lượng Bình Xuyên đó bảo thầu luôn cái khu Đại Thế Giới này, gọi là Ba Tăng á. Đây là khách sạn gì quên bà tên rồi, Capital hả. Ở đây là tập Lido. Rồi thôi, chắc ba mấy cô xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Ăn hạt dẻ không mẹ? Ăn hạt dẻ không? Không mà. Rồi xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.